Hello cả nhà, đã quay lại với kênh Khám Phá Cùng Thái. Hôm nay Thái sẽ chia sẻ một món cơm nha cả nhà. Cơm này là cơm gạo tắm đó, cơm tắm đó cả nhà. Mà nấu làm sao để cho hột cơm nó thật là mềm mại và nó tơi dai như thế này nè, nó không bị khô đó cả nhà. Đó, thì hãy cùng vào bếp với Thái nha. Cả nhà ơi, hôm nay Thái chia sẻ cách nấu cơm tắm nha. Thì nấu cơm tấm làm sao cho nó mềm dẻo, nó không bị khô à, thì hãy cùng vào bếp với Thái nha. Ở đây Thái dùng loại gạo tấm hiệu ba cô gái này. Hôm nay Thái sẽ dùng 8 cấp. Thái nấu 8 cấp tại vì ở nhà Thái có đông người nên Thái nấu 8 cấp. Rồi bây giờ Thái đem đi vo cho nó sạch nha. Rồi xong Thái bắt một cái nồi lên, Thái bỏ nước vô đây. Nước bao nhiêu không thành vấn đề nha cả nhà. Cứ cho nước với nó sôi lên rồi mình bỏ gạo vô, rồi xong rồi tiếp tục mình mới nấu tiếp theo nha. Thái sẽ chia sẻ từng bước cho cả nhà cùng làm được. Thái cho một nồi nước lên và Thái cho một ít lá dứa vô đây cho nó thơm cái nước này nè. Rồi cho nó sôi lên nha cả nhà. Rồi cả nhà thì nước nó cũng đã sôi lên rồi. Gạo thì Thái cũng vo rồi. Bây giờ Thái đổ nó vô nha. Rồi Thái đổ vô hết xong rồi. Thái quậy ra cho nó đều lại. Rồi Thái đậy đậy nắp lại nha. Cho nó sôi lên. Đây cả nhà, bây giờ nó sôi lên nè. Rồi mình xới nó lên nha. Rồi mình đem mình chắc cái nước này ra bỏ hết nha cả nhà. Rồi mình xới cho nó đều lại nha. Rồi mình nhỏ lửa lại nha. Nhỏ thật là nhỏ lửa. Cái bếp bạn là lửa nó nhỏ bao nhiêu thì nhỏ hết xuống luôn. Thái nhỏ hết lửa xuống luôn. Rồi xong Thái đậy nắp lại đây. Để đây Thái hông nha. Đây cả nhà, nãy giờ cơm mình hấp được 10 phút rồi nè, để đây không thêm 10 phút nữa nha. Thấy thấy nó cũng chưa được chín. Đây cả nhà thì cơm mình nó cũng đã chín rồi nè, đó thấy không cả nhà, đó cái cơm nó chắc là nó tơi da mình, nó mềm, nó không có bị khô đó, thấy không cả nhà, rất là ngon nha cả nhà. Tổng thời gian mình không cơm á là 15 phút đó cả nhà, là cơm nó chín đó. Đó rất là ngon nha, đây nè hộp cơm rất là tơi 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 vậy luôn nè, đó nóng cả nhà ơi, đó rất là ngon nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình, và chúc cả nhà thành công với món cơm tấm nha, thật nấu thật là đơn giản. Bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong video tới.